Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Tuần vũ ông Hoàng Nhạc Vàng hải ngoại, anh được biết đến là một danh ca bolero đình đám trong lòng người hâm mộ, nổi tiếng trong thập niên 80 đến 90 với nhiều ca khúc hit. Tuần Vũ là người con thứ 4 được sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em bao gồm 4 anh em trai, 6 chị em gái. Tuần Vũ qua Mỹ một mình năm 1979. Tại đây cuộc sống khổ cực khiến anh làm nghề đánh cá và nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Tuần Vũ sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết trong một gia đình lao động nghèo. Anh không học qua trường lớp thanh nhạc nào mà hát bằng bản năng, từ hát nhà thờ. Nam danh ca tham gia một đoàn biểu diễn tại Bình Thuận và bắt đầu được yêu mến qua ca khúc Đom Đóm với nghệ danh Huy Vũ ông Hoàng Nhạc Xến Kể. Năm 1979, anh bắt đầu qua Mỹ định cư cùng với người dì. Thời gian đầu, anh làm đủ nghề để mưu sinh trên đất khách quê người như phục vụ, thợ hàn, điện lạnh, đánh cá. Dẫu lao động chân tay vất vả để kiếm sống nhưng với tâm hồn lãng mạn, máu nghệ sĩ, Tuần Vũ luôn tỏ ra lạc quan, anh nghêu ngao câu hát khắp nơi khi đi đánh cá hay ở nhà một mình. Một lần tình cờ, ca sĩ Trúc Mai nghe được tiếng hát của Tuần Vũ và ngỏ lời dìu dắt anh đi hát ở các sân khấu. Với niềm đam mê ca hát mãnh liệt, Tuần Vũ không thể nào bỏ qua cơ hội này. Anh đồng ý đi biểu diễn và được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Giao Linh, Nhật Trường, Phượng Mai giúp đỡ, sở hữu chất giọng tình cảm và không đụng hàng. Tuấn Vũ nhanh chóng trở thành ngôi sao ca nhạc tại hải ngoại. Anh nhớ lại, thời kỳ đỉnh cao, anh có thể nhận các C3000 USD cho mỗi bài thu âm. Mỗi tháng anh thu vài chục bài, nổi tiếng, được săn đón và mức các C cao ngất ngưỡng. Chẳng mấy chốc Tuấn Vũ đã có thể mua nhà, xe cộ. Từ một chàng trai đánh cá, anh trở thành ca sĩ sở hữu khối tài sản khủng triệu đô. Tuấn Vũ thừa nhận anh là người ham vui, coi trọng bạn bè. Cũng vì lý do này mà sau một đêm năm ca sĩ từ triệu phú trở nên trắng tay, mất sạch tài sản. Thời đó, còn trẻ tôi lao vào những cuộc chơi mà không nghĩ gì nhiều. Đôi khi tiền bạc tôi đưa cho bạn bè giữ giúp rồi sau đó cũng quên luôn. Tính tôi vô tư lắm, cũng vì tin bạn bè mà tôi mất tất cả. Anh tâm sự. Sau đó Tuấn Vũ bỏ hát, anh lưu lạc khắp nơi trong 4 năm và tìm đếm rượu để giải sầu. Lúc này, anh cũng mất hết niềm tin với bạn bè, gia đình. Đây có lẽ là cái giá quá đắt mà nam ca sĩ phải trả vì tuổi trẻ bồng bột của mình. Theo anh Nam, Tuấn Vũ có thói quen hát trước, rồi thật lâu sau mới nhận tiền cắt xê. Tuấn Vũ tâm niệm, bầu sâu là người rất bận rộn, để họ thư thả xong rồi lấy tiền sau cũng không muộn. Ngồi trên bàn nhậu cùng Tuấn Vũ là những người bạn thân thiết, có người mấy chục năm thân tình, cũng có người chỉ mới gặp gỡ đôi lần. Ở tuổi 60, nam danh ca vui vẻ, nói cười rôm rả, nụ cười luôn thường trực trên môi, đôi lúc lại trầm tư kể về chuyện đời, chuyện nghề. Hai thập niên 1980 đến 1990 là khoảng thời gian cái tên Tuấn Vũ nổ đình nổi đám trong làng âm nhạc, tiếng hát của anh vang vọng khắp các hang cùng ngõ hẻm. Từ trong nước đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, anh được xem là ông vua của dòng nhạc vàng và là cha đẻ của trào lưu hát liên khúc trữ tình, được đón nhận và lan truyền rộng rãi. Vào năm 2001, Tuấn Vũ về nước hát tại phòng trà ở Sài Gòn và tham gia live show tại Hà Nội. Ban đầu, anh dự định chỉ hát 2 đêm nhưng khán giả ủng hộ nồng nhiệt, anh hát liên tiếp 9 đêm. Với tính tình vô tư, trọng nghĩa, thế là Tuấn Vũ ở lại Việt Nam đến hết hạn visa mà không hay biết. Điều này khiến anh gặp khó khăn từ luật pháp Hoa Kỳ. Anh bị cấm trở lại Việt Nam suốt hơn 8 năm.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.